Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây trồng mà được trồng phổ biến ở miền Tây cũng như là ở Bến Tre nha các bạn. Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang thì cái loại này là loại sầu riêng. Mà cái giống này giống mới nha các bạn. Sầu riêng Musangkin. Thì hôm trước mình cũng đã có chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc sầu riêng trong cái năm đầu tiên. Thì hiện tại cây sầu riêng của mình là trồng khoảng được năm mấy rồi nha các bạn. Gần 2 năm. Nó khoảng 19-20 tháng nha các bạn. Thì cây này hiện tại cao khoảng được 2,5 m. Thì cái giai đoạn này mình nhìn theo cái tàn cây mà mình tỉa cây nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái cách tỉa cành cây sầu riêng. Thì nhìn sơ bộ cây sầu riêng thì nó cũng phát triển tương đối thôi nha các bạn. Tàn tán xung quanh hai bên nè. Nó như hình cái thông vậy đó các bạn. Thì nó tương đối thôi, cho cây này cũng chưa có phát triển tối đa nha. Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật tỉa cành, tạo cái bộ tán để chuẩn bị năm sau mình sẽ cho trái bói. Trái bói thì để 1-2 trái ăn thử nghe thôi nha các bạn. Sầu riêng Musangkin hay còn gọi là sầu riêng Mã Lai đó. Giống nhập, giống mới. Cái cách phân biệt của sầu riêng Musangkin với sầu riêng Ri Sáo thì mình cũng đã có chia sẻ đó các bạn. Cái lá của nó thì nó ốm thon dài và nó hơi cong lên chứ không có thẳng ra nha. Cái lá nó hơi cong. Bây giờ mình chia sẻ cái kỹ thuật tỉa cành nha. Thì tỉa cành thì mình tỉa trong cái năm đầu luôn chứ không có đợi tới thời điểm này. Cũng như là năm đầu mình đã tỉa sơ hết một giai đoạn rồi. Bây giờ thì mình sẽ tỉa kỹ lại để chuẩn bị cái bộ tàn cho nó ok. Thì sang năm mình sẽ cho trái. Thì những cái cành nào mình tỉa, đó là có 3 loại cành nha các bạn. Cành tâm, tức là những cái cành mà nó nhỏ, nằm phía trong đó, không có mang lại giá trị dinh dưỡng cho cây, mà nó chỉ hút dinh dưỡng thôi, không có hứng được ánh nắng để trao đổi, để quang hợp. Cái cành thứ hai là cái cành vượt. Cái cành vượt thì có một số loại cành vượt là trong cái cây nè, các bạn nhìn. Có những cái cành nào mà nó so với những cành còn lại nó vượt, làm cho cái tán nó không có đồng đều đó các bạn. Nó vượt hơn người ta thì mình sẽ cắt bỏ để mình tạo cái tán cho nó tròn đều lại. Cành, cái loại cành nữa là một cái cành xuyên. Cành xuyên thân đó, mọc ngược vào thân đó các bạn. Thì mình cũng cắt bỏ luôn nha. Cành nào mà mọc ngược vào thân cũng bỏ luôn. Vậy thì mình sẽ đi tỉa. Phía trong này mình tiến sâu vào bên trong. Mình sẽ tỉa những cái cành nào mà cành tâm mình sẽ bỏ. Đây những cành này nhỏ nè, không có mang trái được cũng không, cũng như là không có mang lại lợi ích cho cây thì mình nên cắt bỏ. Và những cái cành nào nằm sát mặt đất đó các bạn. Phía bên trong nè, những cái cành tơ này cũng bỏ luôn đi các bạn ơi. Tại vì cành tơ này thì nó nằm ở phía bên trong thì mang trái cũng không có đạt và nó cũng không có hứng được ánh nắng. Do đó nó cũng không có quang hợp tốt. Thì những cái cành nào mà cành nhỏ bỏ hết. Rồi những cái cành nào mà sát mặt đất đó các bạn. Từ cái cổ rễ nè, cái gốc lên ít gì cũng phải từ 50 cm nha các bạn. Thì chúng ta mới chừa cành lại. Còn thấp quá thì chúng ta nên cắt bỏ đi. Đây là cái gốc mình vừa cắt nè. Còn cái nhánh này cắt bỏ luôn. Tại vì từ mặt đất lên đây cũng còn thấp. Khi mà mang trái thì trái nó sẽ gần mặt đất, nó dễ sinh bệnh lắm các bạn. Rồi tiếp tục cái cành này, cái lá cũng nằm sát mặt đất này các bạn. Mặc dù ở bên trong này nó không có sát nhưng mà khi cái đọt ra ngoài nó chúi xuống. Nói chung cành nào sát đất thì chúng ta nên cắt bỏ. Hồi sáng mình đi mình quên lấy cây kéo cắt cành. Các bạn mua cây kéo cắt cành nha, đừng sử dụng cái kéo này. Kéo này chỉ để dành cắt cành tâm thôi. Rồi tiếp tục cắt những cái cành tâm. Sau khi cắt cành tâm xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cắt cái những cái cành vượt. Đây cành tâm nè các bạn. Cành này nó muốn khô à. Chúng ta tỉa đều hết và những cái cành nào mà bị khô các bạn, chúng ta cũng cắt bỏ luôn nha. Tất cả những cành phía trong, cành nhỏ phía trong chúng ta đều cắt bỏ hết. Sau khi chúng ta tỉa những cái cành tâm phía trong xong. Đây quá kiến nha các bạn.
thì chúng ta sẽ đi cắt những cái cành vượt. Rồi chúng ta quan sát cái cây này, coi cái bộ tàn của nó đã đều chưa. Chỗ nào còn khuyết thì chúng ta sẽ dưỡng, và chỗ nào mà thừa thì chúng ta sẽ bấm bớt. Đây, hồi nãy mình nhìn cái góc phía bên kia thì thấy cái bộ tàn nó cũng đều, nhưng mà nhìn lại cái góc bên đây thì chúng ta thấy bên đây nó hơi khuyết nè các bạn, hơi khuyết, mà bên đây thì nó thừa. Thì chúng ta sẽ bấm ngọn bớt bên đây để cho cái bộ tàn bên đây nó ra phát triển, là nó sẽ tròn cái tàn cây của mình lại nha. À, mình sẽ đi bấm ngọn luôn. Bấm ngọn thì cái lúc này cái cành còn nhỏ, do đó mình bấm ngọn thì bấm vào buổi sáng hoặc là buổi trưa gì nè các bạn, có nắng là nó sẽ khô và nó sẽ nhanh khô cái mặt cắt. Đây nè các bạn, đây là cành vượt nè, cành vượt lên. Mình sẽ bấm bỏ ngọn này, chừa lại những cái cành nè, nó hướng ra, hướng thẳng ra bên ngoài. Mình sẽ bấm luôn cái ngay đây. Sau thời gian bấm khoảng 2 tháng thì chúng ta ra thăm vườn lại thì bắt đầu thấy nó sẽ tròn cái tán đều lại nha. Cành này cũng hơi vượt hơn so với những cành còn lại, thì mình cũng bấm cái ngọn luôn nha các bạn. Vậy thì nó sẽ đều lại. Rồi tiếp tục chúng ta đi xung quanh gốc cây, xung quanh cái tán cây, chúng ta coi chỗ nào còn những cái cành vượt nữa thì chúng ta sẽ tỉa bớt. Đây, ngoài gốc này, đây là cái cành nè các bạn. Cành này cũng rất là to nha, mọc từ trong thân mọc ra. Đây nè các bạn, cành này nè, nó mọc từ trong thân mọc ra và nó ra tới đây, nó lại đi đứng sững lên, nó song song với cái thân chính bên đây nè các bạn, song song với cái thân chính bên đây. Thì chúng ta cũng nên tỉa đi, bởi vì nó lên song song với thân chính nó sẽ đi thẳng lên. Đây nè các bạn, đi thẳng lên thì nó sẽ đụng với cái cành ở bên trong thân chính này, nó đi gan ra. Những cái cành nào là cành xuyên ngang gì nè các bạn, nghiêng gì thì nó mới ra trái nha các bạn. Còn những cái cành đực thì không có ra trái nha. Những cành đực thì khi nào nó ra những cành con của cành đực á, cành nhánh, cái nhánh của cành đực á, tức là những cành này nè, thì nó sẽ mang trái. Quá kiến rồi các bạn. Rồi vậy thì mình sẽ tiến hành bấm đọt của cái cành mà đi thẳng lên nha các bạn, để cho những cái cành phía bên trong thân á, nó sẽ có cái lối để nó đi ra, để hơi nó bị án lại thì nó sẽ không phát triển được cái cành đó, và từ từ nó sẽ bị diệt cái cành đó luôn nha. Diệt đây, cái cành này nè các bạn, nó đang đi ra nhưng mà đụng với cái cành ở dưới đi lên, nó mọc đứng lên, thì chúng ta cắt bỏ luôn nha. Đây, ngay chỗ này nó đi thẳng lên nè, mình chỉ giữ lại những cái cành đi xuyên nè, cắt luôn. Quá kiến à. Cành này hơi to mà cắt cái kéo này thì không khéo nha các bạn. Chút mình lấy cái kìm mà, loại kìm mà cắt kiển á, cắt cây á, cầm bấm cây á, thì chúng ta cắt nó ngọt hơn thì nó không có bị dập mình, thì cây của mình nó sẽ nhanh lành cái vết thương. Này mình cắt demo cho các bạn xem thôi nha. Rồi chúng ta tỉa xung quanh cây lại hết, những nhánh nào không cần thiết thì cắt bỏ hết. Thì đây là cái cành mà mình vừa cắt nè. Cành này cũng có thể gọi là cành xuyên vô thân đó các bạn, đi ngược vào thân á, thì chúng ta nên cắt bỏ. Cành khô quá nhiều các bạn. Tại sao có những cái cành khô nhiều ở phía trong này? Tại vì ở đây nè các bạn, cành này mình mới cắt nè, cành này đi thẳng lên, làm cho cái bộ tán của trong cái thân cây chính đi ra,
nó bị cản lại, do đó nó cạnh tranh dinh dưỡng. Thì những cành nào khỏe mạnh thì nó giữ lại, còn những cành nào ốm yếu thì nó sẽ bị đào thải hết. Do đó chúng ta phải tạo cái bộ tán để thôi nó bị lép, cây của mình phát triển không đồng đều thì nó sẽ bị lép. Hơn nữa chúng ta tỉa cành để cho cây nó thoáng hơn một tí xíu. Rồi cây này cao khoảng 2,5 m thì mình có nên bấm ngọn không các bạn? Đây các bạn quan sát. Cái thời điểm này là bấm ngọn là ok nha các bạn. Bấm ngọn. Nếu mà cái bộ tàn của nó, cái bộ tàn này nè, nó không có ra, nó nằm sát đứng đứng lên những cái cành nó nằm đứng. Ở đây thì cành của mình nằm xuyên nhiều nha, tức là nằm nó đi theo một cái độ cong á, thì những cái cành đó là ok. Còn cái cây của mình mà những cái cành trong thân mọc ra mà nó đi thẳng đứng lên á, thì chúng ta nên bấm ngọn sớm nha. Các bạn lưu ý nha, nếu mà cây cao khoảng 1,5 m thì chúng ta cũng nên bấm ngọn, nếu như mà những cái cành nó đi thẳng lên, không có đi theo cái chiều xuyên, chiều đi ngang các bạn. Những cành nào mà mọc đi ngang nhiều thì tạo cái bộ tán đi ngang á, thì mình chậm chậm hả bấm đọt. Còn nếu những cành mà đa số những cành mà đi thẳng đứng lên thì mình sẽ bấm ngọn sớm. Cây cao khoảng 1,5 m là chúng ta bấm được rồi, chứ không phải nhất thiết là phải tới 2,5 m này mới bấm nha các bạn. Tùy theo cây mình sẽ bấm. Rồi tiếp tục mình bấm thêm một vài cây cho các bạn xem. Cây này thì mình trồng sau, trồng sen vô. Cây này còn nhỏ nha các bạn. Thì hôm nay nè, nó có rất là nhiều cành tăm phía trong, thì chúng ta sẽ bấm hết những cành tăm, đồng thời bấm luôn những cái cành xuyên vào thân. Thì cái này thì nó rất là nhiều tán, nhiều tàn, chúng ta phải tỉa bớt. Cái ngọn của nó cũng không có được mập nha các bạn. Nếu ngọn mập thì chúng ta mới bấm ngọn. Còn cây này cái ngọn nó cũng còn ốm yếu lắm. Đây cái ngọn của nó nè, còn nhỏ, do đó chúng ta chưa có bấm ngọn được. Mà chúng ta chỉ tỉa những cái cành non và những cái cành nằm, những cái cành mà khô, những cái cành tăm và những cái cành nằm sát mặt đất đó các bạn. Chúng ta tỉa bớt, tỉa sơ thôi, cây này còn nhỏ, tỉa sơ thôi cho nó gọn nha các bạn. Những cành này chúng ta cũng bỏ đi, không để làm gì. Cành này nữa nè, cũng đi xuyên vào thân nè các bạn, nó đâm ngược vô thân chính nè, chúng ta phải cắt bỏ đi. Còn những cành khô chúng ta tháo gỡ bỏ bớt để cho, và cái khoảng cách giữa các cành đó các bạn, khoảng cách giữa các cành thì cũng phải thưa ra, chứ hai cành mà nó mọc nằm sát bên thì chúng ta cũng không nên để nha. Tỉa bớt cho nó thoáng ra cho các bạn dễ nhìn. Cái ngọn này ốm yếu nè các bạn, ốm yếu mà nó đi hơi thẳng lên và nó nằm song song với cái ngọn mập bên đây. Đây nè, cái ngọn mập nè, thì chúng ta nên bỏ một cái cạn ngọn này luôn, bỏ luôn. Hai ngọn nằm song song với nhau nhìn cũng không có đẹp nha, chúng ta cũng phải tỉa thưa ra. Đây còn lại ba cành. Sau khi tỉa xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cây của mình nó sẽ gọn. Đây hai cành nằm sát nhau nè các bạn, cành này ốm hơn thì chúng ta sẽ bỏ đi. Nó cũng khi mà cây nó phát triển lớn lên nó cũng không có tồn tại nha, nó cũng bị đào thải nha. Ở đó chúng ta cắt sớm giai đoạn này để nó nuôi những cành khác thì nó sẽ ok hơn. Đây, những cái cành mà mọc xuyên mọc vô thân nè, mình chỉ luôn cho các bạn. Đây nè các bạn, cành này nè, thấy không, đi ngược lên nè và nó đâm ngược vào bên thân, phía cành chính trong đây, thân cây trong đây, và cành này đi lên nè đó, các bạn thấy rõ không. Đây, những cành này nè là nên cắt bỏ đi để mình tạo cái bộ tán cho nó hơi xuyên ra đó các bạn.
Rồi, ở đây cũng dày cành quá, chúng ta cũng tỉa bớt bỏ cành này đi. Dày cành quá cũng không có tốt. Những cành cành tâm, cành tơ quá nhỏ, quá mảnh, cắt bỏ luôn. Cho cây nó thoáng và nó ít sinh bệnh nha các bạn. Mình cắt những cành tâm, cành nhỏ này thì nó không có ảnh hưởng gì tới cây nha. Cây mình phát triển cũng đang phát triển rất là tốt. Chứ cái cây mà chúng ta không tỉa giai đoạn đầu mới trồng thì nó sẽ cho cái bộ tàn, bộ tán rất là xấu. Đây, quá trời nhiều cành luôn nè các bạn. Chúng ta phải tỉa bỏ nha. Những cành tâm nè. Đây. Rồi mình chỉ làm demo một số cái nội dung thôi nha các bạn. Bây giờ mình tạm dừng đây để mình đi tỉa hết những cây còn lại trong vườn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.